Sau 15 ngày tranh tài vô cùng hấp dẫn và quyết liệt, hội khỏe Phù Đồng lần thứ 10, giải học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông thành phố Hà Nội cũng đã đi đến hồi kết với 4 cái tên được vinh danh nhà vô địch. Đó là những cô gái Vinschool cấp 2 lần đầu tiên trở thành đội bóng số 1 của giải đấu nữ trung học cơ sở. Đoàn quân áo vàng đến từ trường Ngô Sĩ Liên của huấn luyện viên Đỗ Xuân Nam lên ngôi tại giải đấu nam trung học cơ sở. Kim Liên vượt qua Đoàn Kết Hai Bà Trưng và trở thành nữ hoàng của giải bóng rổ cấp 3 của nữ trung học phổ thông. Và cuối cùng, nhà vua đầy sức mạnh ở thời điểm hiện tại của giải bóng rổ cấp 3 nam trung học phổ thông, trường cấp 3 Việt Đức đã bảo vệ thành công ngôi vô địch của mình với sự xuất sắc đồng đều tới từ mọi vị trí ở trên sân. 4 cầu thủ xuất sắc nhất giải được trao tặng danh hiệu MVP bao gồm Ngô Doãn Minh Quân của Việt Đức, Gia Huy của Ngô Sĩ Liên, Mỹ An của Kim Liên và cuối cùng là Dư Hoàng Lan Phương của trường Vinschool. Có những giọt nước mắt đã rơi của cả những người phải dừng chân ở ngưỡng cửa thiên đường và dĩ nhiên, những người chiến thắng cũng đã không thể kìm nổi lòng mình khi đã đạt đến đỉnh vinh quang của giải đấu học trò. Nhưng thực sự, tất cả các bạn học sinh đã cống hiến cho khán giả những trận đấu đầy tinh thần thể thao cao thượng. Khép lại những ngày tranh tài vừa qua, bóng rổ học đường đang chứng tỏ sức nóng và sự lan tỏa của mình khi đã nhận được thêm nhiều hơn nữa sự quan tâm tới các bạn học sinh, phụ huynh, nhà trường và các ban ngành đoàn thể. Bất chấp cái rét của những ngày cận Tết tại Hà Nội, những bạn học sinh vẫn đến nhà thi đấu Thanh Trì để thi đấu cũng như cổ vũ hết sức mình. Một lần nữa, xin chúc mừng những đội bóng và những cá nhân đã được vinh danh sau giải đấu này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào một mùa giải học sinh hấp dẫn và máu lửa hơn vào năm sau.